cùng quý thầy cô giáo, thay mặt cho đội văn nghệ liên trường Hoài Châu Bắc, xin chúc quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Mở đầu chương trình hội thi văn nghệ liên trường hôm nay là một liên khúc Tình Bác Sáng Đời Ta, nhạc Lưu Hữu Phước, lời Diệp Minh Tuyền và ca khúc Miền Nam Nguyện Theo Đảng, nhạc và lời của Phan Huỳnh Điểu do tốt ca nam nữ trình bày. Thank you.
để tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh cống hiến tuổi thanh xuân trong cuộc chiến cứu quốc vĩ đại, cho ngày hoàn thắng quân nhập phẩm lá đỏ.
trình bày ca khúc Những Nốt Nhạc Xanh, nhạc và lời Nguyễn Ngọc Thiện, do cô Việt Hà, Phương Thảo, Thùy Linh cùng tốt múa phụ họa. Của